Em chào anh em đã đến với Em Tùng Audio Hải Dương, cửa hàng điện tử để các anh em có thể mua trang bị âm thanh. Đặc biệt là hôm nay bên em bắt đầu về thêm phiên bản nâng tiếng cao cấp của nhà hãng Devotech, đây là phiên bản DAC 6S. Và trong những ngày vừa qua thì mẫu sản phẩm này đang rất là rộ trên thị trường âm thanh. Và hãy đến với cửa hàng Tùng Audio để nhận được mức giá khuyến mại hấp dẫn nhất nhá. Và đây là mẫu sản phẩm nâng tiếng DAC 6S, lô hàng mới bên em, và cùng anh em khách hàng trải nghiệm các tính năng và chất lượng âm thanh đến từ mẫu sản phẩm này nào. Điều đặc biệt khi anh em mua bộ sản phẩm nâng tiếng DAC 6S, chúng ta sẽ không phải lo về hàng nhổ trôi trường nữa, bởi vì đây là phiên bản hàng chính hãng của nhà hãng Devotech, có logo thương hiệu và mã QR code. Và anh em lưu ý, phiên bản mới của DB đã có logo chữ D nhấn chìm dọc ở trên thân máy các nhá. Và sản phẩm thì có đầy đủ tem mác, kể cả phần mặt sau cũng đã có tem phát quản của nhà máy rồi. Khi các anh em mua hàng tại cửa hàng bên em Tùng Audio, bên em sẽ cam kết đảm bảo hàng chuẩn 100% chính hãng cho anh em khách hàng khi mua hàng đặt hàng tại cửa hàng em với phiên bản DAC 6S. Và công dụng của nâng tiếng là gì anh em đã biết chưa ạ? Nâng tiếng nhạc, cải thiện phần tiếng mic, hỗ trợ cho anh em có thể tinh chỉnh được hiệu ứng âm thanh bass trong chép tới chỉ những cặp loa full, tự mình tinh chỉnh, tự mình cài đặt các hiệu ứng âm thanh, không có gì khó khăn. Ở nhiều anh em nhận hàng về, các anh em có thể sử dụng cắt chỉnh được ngay với các phím tính năng chia đáp volume, chỉ cần xoay tăng giảm bên tay trái, tay phải thôi, các anh em sẽ thao tác cho em trên 4 phím tính năng dạy bass, dạy tiếng, chế độ nhạc, dạy chép, 4 tính năng cho loa trái, dạy bass, dạy tiếng, chế độ nhạc, dạy chép, 4 tính năng cho anh em cắt chỉnh với loa phải. Như vậy là anh em có thể tự mình tinh chỉnh được các hiệu ứng âm thanh bass trung chép theo sở thích cá nhân, theo chế độ âm thanh nghe nhạc của anh em, theo cái chế độ tận hưởng nhạc của anh em khách hàng. Chúng ta muốn tăng giảm giải đào, chúng ta vặn cho em các phím tính năng thôi, nhớ cho em nhá. Dạy bass, dạy tiếng, chế độ nhạc, dạy chép. Đa phần cái dạy bass trung chép thì những anh em sử dụng qua những cái phiên bản thiết bị như là vang, rồi là thiết bị như là âm ly, chúng ta đã quá am hiểu cái dạy âm thanh bass trung chép rồi. Thường thường thì loa full sẽ có 3 đường tiếng, dạy bass, dạy trung, dạy chép, nên anh em có thể tự mình tinh chỉnh với 3 phím tính năng này, nó rất là quen thuộc. Có một cái tính năng đó là chế độ nhạc, có thể là anh em chưa hiểu về cái tính năng chế độ nhạc này, nhưng rất đơn giản, anh em muốn có thêm một cái chế độ nhạc theo sở thích cá nhân này, ví dụ như chúng ta muốn nghe cái âm thanh chìm, muốn nghe cái dạy âm thanh neng keng, rồi là các cái dạy âm thanh nó tí tách hơn, nhạc ra nó sôi động hơn, cái dạy âm chìm được nổi lên, chúng ta vặn sang bên tay phải cho em, sang chế độ nhạc pop, chúng ta càng vặn bên tay phải thì âm thanh neng keng nó sẽ được nhảy lên cao hơn. Còn anh em nghe nhạc trữ tình, nhạc nhẹ nhàng, nhạc bolero, chúng ta cần nghe giải lời và giải chép, chúng ta vặn về bên tay trái để giảm bớt cái dạy âm chìm đi, là chúng ta đã có thể nghe được hai cái chế độ nhạc rất là tuyệt vời rồi. Nghe nhạc lôn tốc remix chúng ta vặn bên tay phải, nghe nhạc nhẹ nhàng trữ tình chúng ta vặn bên tay trái với chế độ nhạc nhá. Còn lại các hiệu ứng âm thanh bass trung chép thì rất nhiều anh em đã và đang biết cách sử dụng rồi, không nhắc lại nữa. Thêm chế độ chuyển đổi tần số từ 50 sang 100Hz sẽ hỗ trợ trực tiếp cái dạy bass trung chép của loa full đánh ra tiếng lực hơn và khỏe hơn. Inner bass lúc nào các anh em cũng nhớ là phải để inner bass trong trạng thái hoạt động hiện đỏ nhé. Trên bất kỳ một nâng tiếng nào luôn luôn có một lưu ý inner bass. Các anh em để chế độ hiện đỏ tức là chúng ta đang kích hoạt chế độ âm thanh qua nâng tiếng, các dạy bass trung chép đồng thời sẽ hỗ trợ kích hoạt lên một chế độ âm thanh tốt nhất. Và khi chúng ta nhảy inner bass ra, chúng ta để đèn tắt thì nhạc quay trở về trạng thái hoạt động ban đầu. Các dạy bass trung chép sẽ bị vô hiệu hóa, không có hiệu quả tính năng gì cả. Các anh em lưu ý cho em, đã sử dụng nâng tiếng là phải nhấn inner bass. Và thêm ở giữa đây các anh em đang được nhìn thấy với hai phím volume để anh em sử dụng với xúc. Anh em nào chưa xúc, chúng ta có thể ghép nối trực tiếp xúc qua đường cổng Kalon hoặc là xúc qua đường cổng AV. Chúng ta sử dụng các phím cắt xúc này, tăng giảm âm lượng xúc này với rất nhiều chế độ lấy tín hiệu nhạc hiện đại từ cổng quang, Bluetooth, đường dây tín hiệu trắng đỏ mặt sau cho anh em lấy tín hiệu nhạc, TV, máy tính, điện thoại di động. Và ngay bây giờ cùng anh em lắp tai nghe và trải nghiệm cũng như tận hưởng dòng nâng tiếng cao cấp nhất đến từ nhà phân phối DB nhá, DAC 6S. Và trong quá trình test em cũng sẽ nhấn rất nhiều lần cái inner bass, nhấn vào và nhả ra liên tục cho anh em thấy cái công dụng và cái chất lượng âm thanh khi chúng ta nhấn qua inner bass là như thế nào. Các bạn hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm âm thanh nào. Đây là chế độ âm thanh nhạc thường nhé. Như vậy là các anh em đã được nghe và trải nghiệm âm thanh đến phiên bản nâng tiếng quá đã, quá tuyệt vời của DB đúng không ạ? Đây là DAC 6S, các anh em nghe thấy những cặp loa âm thanh của anh em khi đi kích hoạt qua in bass, các anh em sẽ thấy được cái sự khác biệt, cái âm thanh chìm được đổi lên, các dạng bass trung chép đánh ra một cách hiệu quả hơn. Và rõ ràng là những cặp loa đấy, nhưng khi chúng ta ghép đúng có nâng tiếng, đặc biệt là phiên bản DAC 6S vào, chúng ta sẽ kích hoạt được chế độ âm thanh tốt hơn nhiều và nghe nhạc cảm giác như mình vừa mới thay một cặp loa mới vậy. Trong hóa gia đình cái chế độ âm thanh giải bass đánh rất là căng tiếng, tròn lực tiếng, nghe rất là chắc các bạn. Và thêm nữa giải lời rõ nét hơn,
anh em nghe nhạc trữ tình, nhạc nhẹ nhàng, nhạc bolero cần nhiều giải lờ, chúng ta vặn cho em giải lờ để nghe âm thanh sắc nét chi tiết nhất. Thêm chế độ giải chép nó rất là sáng tiếng, làm những cặp loa âm thanh của anh em như khoác thêm một mỏ mới vậy. Và đó chính xác là công dụng là những gì của lông tiếng DBDC6S sẽ mang lại cho dàn máy âm thanh gia đình. Một con lông tiếng cao cấp, hàng sản phẩm chính hãng như thế này chúng ta anh em không nên bỏ qua. Nếu như các anh em đang cần lông tiếng nhạc và lông tiếng mic cho dàn máy âm thanh gia đình sôi động, chuyên nghiệp và hiệu quả, hãy đến với cả tủ Audio Hải Dương. Và hôm nay bắt đầu lô hàng mới đến từ DB rồi. Anh em có nhu cầu các anh em cứ liên hệ trực tiếp theo số thoại 0979629336 để nhận được tư vấn và hưởng đến mức giá ưu đãi nhất bên cả anh em với phiên bản lâng tiếng cao cấp chất lượng chính hãng DB DAC6S nha. Xin chào anh em.